Thoại xịn dữ vậy trời, ăn cướp sợi điện thoại xịn của tôi nữa nè. Lẹ lên. Dạ. Alo, tiệm máy lạnh băng giá ha cưng? Ờ, sao tới sửa máy lạnh cho chị cưng? Tiệm chè hấu ngọt nè. Ờ, mai hả? Không được đâu, mày tới sửa liền đó mày. Mai gì nóng chết này nè, thẳng cướp đi vô nó cướp nó rầy tao nè. Tao nói thiệt, mày tao giỡn sao mày không tin nè, ra mặt lời nè, anh nói tiếng cho nó tin em coi. Nóng quá. Đó, nóng quá mày nghe không? À, em không có tới sửa được tại vì hôm qua em cũng bị cướp nữa hả? Tội nghiệp quá hả? Hỏi con này có cướp không? Anh hôm qua anh có cướp cái tiệm máy lạnh không? Cướp nhiều tiệm mà không có nhớ. Nó nói cướp nhiều tiệm mà nó không có nhớ. Nhưng mà không sao đâu. À hả? Ờ nhiều. À, nãy nó nói là nó cướp tiệm chè lần đầu tiên. À, có nghĩa là cướp máy lạnh em rồi, qua cướp tiệm chè mới là lần đầu tiên hả? Không thấy em tả coi. Ờ, con này nó mập hơn chị em. Ờ, nó cao bằng chị. Gì? Không, anh leo lên ghế anh mới cao bằng em. Ừ. Em cao bằng anh.